Thank you.
Kiểu định chiếc gì tôi biết anh nói nhưng mà không thể được, nếu mà chịu vào phòng này mà phòng kia không vào là không được.
mỗi bạn cái điểm xấu thì để xem nào, của các bạn mình thì có là mình sẽ không ký buổi trước được không các bạn? Chứ mình cho các em đưa những biểu cũ ra để ký được là các bạn mất thời gian đó. Đúng không các bạn? Những biểu cũ các bạn gửi lại công ty thì là công ty sẽ ký sau và đưa các bạn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Về cái điểm này sẽ có tăng dành cho các bộ bạn nha. Tại vì chúng ta